Giờ thì nguyên một gia tài ở đây, chắc chắn là chúng tôi muốn hỏi ông xem là cái gia tài này được gọi tên chính xác là gì ạ? Thực ra đây là một cái không gian ký ức nhiếp ảnh. Vâng. Tôi đã hình thành và đã nó phát triển lên được hơn 2 năm. Vâng. Sau cái Covid. Mỗi hiện vật đều có thể kể chuyện được đúng không ạ? Vâng. Hiện nay thì có khoảng độ trên 700 hiện vật. Vâng. Đã trưng bày và chưa trưng bày tại ký ức nhiếp ảnh. Tôi thấy là Mai Trang đang rất tò mò về chính cái máy ảnh lúc đầu tiên ông mang vào. Ông có thể giơ lại cho khán giả thấy không ạ? Đây là cái máy. Bởi vì sao? Bởi vì Mai Trang nhìn thấy là nó có cả một cái súng ở phía bên dưới luôn. Đây. Trông như một cái súng thật. Vâng, trông như một cái súng vậy ạ. Nhưng mà có cò đúng không ạ? Và có cò súng luôn ạ. Tức là mình bóp cò để mình bấm. Đây mình lên nhá, mình lên phim chụp ạ. Đấy, lên mình bóp cò. Vâng. Tức là nó có tí đấy. Tôi xem vào. Cẩn thận nha anh. Chiếc máy ảnh này là lúc nãy chú Thắng có giới thiệu là tới hơn 50 năm rồi. Lên dây cót này. Hơn 50 năm thì ở đây liệu có cái nào mà lại còn hơn cả 50 năm không? Có cái hàng trăm năm. Hàng trăm năm. Đâu ạ? Ở đây cái máy có thể giới thiệu. Đây là cái máy của gia đình cố nghệ sĩ nhiếp ảnh Phạm Hùng Cường trao tặng cho ký ức. Cái này là cái máy chụp là ma nhê. Phát lên chụp đấy cái máy hơn 100 năm. Thế có lẽ đây chính là từ khóa của chương trình Cà phê sáng của chúng ta. Hơn một thế kỷ đấy ạ. Vâng. Mà các bạn biên tập đang muốn giữ đến thời điểm này đây. Đây chính là chiếc máy ảnh hơn một thế kỷ rồi. Vâng, của gia đình. Chú ơi, chiếc máy này thì có còn chụp ảnh được nữa không ạ? Cái này thì chắc là cũng lâu đời cho nên cũng chỉ là hiện vật thôi. Vâng. Như vậy là đây những chiếc như này chỉ là cái này thôi. Cũng chụp được. Bây giờ có chụp được ạ? Chụp được ạ, chụp tốt. Ôi trời, vâng. Mời chú trở lại đây. Một lát nữa phải xin chú một chụp ảnh nhanh mình á. Bằng cái máy này nhá. Bằng cái máy này. Bằng cái máy chụp. Vậy chú ơi, bên cạnh cái máy 100 năm tuổi kia là rất là lâu, mang tính về mặt là lưu giữ ký ức rồi, thì ở đây còn có cái hiện vật gì mà chú muốn kể với chúng cháu không ạ? Thực ra thì trong cái ký ức thì nó có rất là vô vàn này, những cái kỷ vật nào đều quý hết. Nhưng mà cũng chỉ phải nói những vài cái kỷ vật nó tiêu biểu một chút. Vâng. Tức là ở đây có một cái kỷ vật mà tôi phải kể đến là chiếc máy ảnh D200 này của anh hùng lao động, nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Lang. Đấy, ông là vừa là nhà nhiếp ảnh, vừa là nhà tài trợ, vừa là làm công tác nhân đạo. Đấy, đây tôi thấy có một cái bản minh đây đúng không? Vâng. Và cả một cuốn sách ảnh nữa. Cuốn sách ảnh thì cụ hiện nay có khoảng hai cuốn sách ảnh. Và đấy. Và cái đặc biệt là nhất là cái từ chiếc máy ảnh này. Có một tác phẩm mà bên lăng Bác Hồ sáng tỏa. Năm 2003 có chữ ký của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thì được một tập đoàn mua với giá 1 triệu đô. Sau đó thì anh hùng Trần Lam và nghệ sĩ Trần Lam làm cái công tác từ thiện chính bằng cái tiền đấy, mổ cho trẻ em khuyết tật bẩm sinh 500k mổ mà được cả triệu đô và dành hết cho trẻ em. Trẻ em thực sự là rất ý nghĩa, dành hết cho trẻ em. Vâng. Trẻ em nghèo và những em dị tật. Thế cái máy ảnh này lại là cái cớ để mình có thể kể cái câu chuyện rất là thú vị đó. Đấy, phía sau ví dụ cái máy ảnh này cho Mai Trang dừng lại một chút ạ. Tại vì ở đây Mai Trang có nhìn thấy một cái máy ảnh mà trên này có tên mà Mai Trang biết là Nick Ut. Đây chính là một nhiếp ảnh gia rất là nổi tiếng, là chủ nhân của tấm ảnh Em bé Napalm, đúng không ạ? Đúng. Vào năm 1972. Đây, đây em ạ. Và, và chiếc máy ảnh này cũng ở đây. Chứ có câu chuyện gì không ạ? Máy ảnh của Nick Ut. Nick Ut đến tận ký ức trao tặng. Trao tặng tại tức là không gian ký ức. Nhiếp ảnh gia Nick Ut đến trao tặng đến cho ông. À thế ạ. Đây. Và đây chính là những cái tấm hình do chiếc máy này chụp đúng không ạ? Hình trao tặng đây ạ. Hình trao tặng. Trao tặng tại ký ức đây. Quá tuyệt vời ạ. Vâng. Vâng. Thế còn ngoài ra thì chúng ta còn có những cái câu chuyện nào hay là chiếc máy nào mà chú muốn kể nhất ở đây nữa không ạ? Đây có một loạt đây. Ở đây thì rất nhiều cái bộ máy mà có thể tôi phải kể đến. Chẳng hạn như cái bộ máy của nghệ sĩ nhiếp ảnh, có thể gọi nhà văn hóa Hoàng Kim Đáng. Vâng. Ông có rất nhiều công trình sách và chính bộ máy này là chụp ảnh đại tướng Võ Nguyên Giáp. Vâng. Và nhiều danh nhân, tức là nhiều cái văn nghệ sĩ nổi tiếng như là Võ An Ninh, Trần Quốc Vượng, rồi Tuân Thất Tùng, rồi Tào Mạt, rồi. Vâng. Đấy, Trịnh Công Sơn. Còn đây ạ? Và đây là đặc biệt là có một cái bộ máy của một cái nghệ sĩ xuất thân từ một em bé lang thang trên đường phố mà hiện nay trở thành một nghệ sĩ có tên tuổi. Với 70 tác phẩm, vừa triển lãm vừa nhiếp ảnh, khắp cả thế giới đều biết tiến nghệ sĩ Trần Long. Trần Thế Phong ạ? Trần Thế Phong. Vâng. Đấy. Cả cuốn sách ảnh đây. Và đây là chữ ký anh trao tặng cho ký ức đây. Chắc cuốn sách này là cuốn sách về Sài Gòn hậu Covid. Vâng. Nếu như mà chúng ta kể hết về từng cái máy ảnh này, từng câu chuyện một thì chắc là cả ngày hôm nay cũng không hết được đâu. Và đó cũng có phải là một cái lý do vì sao mà chú lại lựa chọn để sưu tầm rất là nhiều những chiếc máy ảnh rồi những cái công cụ để lưu giữ lại ký ức như thế này không ạ?
Vì sao chú lại muốn làm việc này? Tức là này, cái đợt mà Covid nó bùng phát đợt 2 ấy, thì tôi có một cái suy nghĩ này, mình vốn xuất thân là một nhà báo nghệ sĩ nhiếp ảnh. Thế nên mình cũng có một vốn liếng là một số cái máy ảnh mà mình để lâu. Thế mình nghĩ là tại sao mình lại không làm những cái mà mình làm cái gì chung nhất cho một cái nền nhiếp ảnh Việt Nam, vì là thực hiện nay thì nhiều gia đình, nhiều nghệ sĩ và nhiều nhà báo sau là họ làm thất lạc hết. Ví dụ có người mất đi thì con cái họ cũng làm thất lạc, họ không giữ lại được. Thế tại sao mình không làm cái chuyện đấy? Thế là mình tự nhiên mình nghĩ và nghĩ tối nay hoặc sáng mai làm luôn. Và sau đó khi mà đưa cái ý tưởng lên mạng xã hội thì rất nhiều người họ ủng hộ. Thế chú viết một bức tâm thư, chú gửi lên trên đó để có xem là một bức tâm thư gửi lên người. Và rất nhiều người họ thấy một cái ý tưởng rất hay, tại sao họ không ủng hộ. Mà đến bây giờ có tới hơn 700 hiện vật. Hơn 700 hiện vật đó, mà cái máy ảnh đầu tiên là của nghệ sĩ nhiếp ảnh Bùi Việt Hưng, một doanh nhân tặng đầu tiên. Nhưng cũng phải hỏi thật là chú Thắng, là thế thì chú có phải bỏ tiền ra để mua không ạ? Không có một xu nào mua hết. Không phải mua qua một xu nào. Tự nguyện mang tặng bằng bưu điện, mang tận nhà. Đấy, không có một xu nào mua hết. Thế thì và sau chương trình cà phê sáng này mà khán giả Mai Trang Lê Anh muốn đến xem kỹ hơn. Rất ok, thì rất ở đâu sẵn sàng để 225A Đặng Tiến Đông. À, một kinh bảo tàng tư nhân. Vâng. Vâng. Vậy thì dự án tiếp theo hoặc kế hoạch dự định tiếp theo của chú với hơn 700 hiện vật này và có thể là còn hơn nữa sẽ là gì ạ? Thưa quý vị, thế này, tức là cái ký ức thì sau khi nó mở ra thì đương nhiên nó mở ra rất nhiều cái triển vọng, nó sự phát triển và nó đương nhiên nó phải là có những cái không gian là để trưng bày. Và nó tháo gỡ những cái khó khăn mà đang tồn tại trong cái hiện nay là tài chính, rồi là không gian, rồi là con người. Thế thì hiện nay thì cũng rất có nhiều, chẳng hạn như là ký ức thì có 3 nhà đứng ra để làm cố vấn, chẳng hạn một nhà sử học sinh Trung Quốc rất ủng hộ, mà hiện nay nhà sử học đã ủng hộ 70 triệu để làm cái bảo tàng số cho ký ức đang hình thành, đang làm. Thứ hai là nghệ sĩ nhiếp ảnh anh hùng lao động Trần Lam là cũng là một cố vấn thứ hai. Và ông Hoàng Kim Đáng là cũng là nghệ sĩ nhiếp ảnh, là một cố vấn cho không gian. Cho nên là mở ra một cái triển vọng là tương lai là phải tìm một không gian có người chung tay. Chung tay. Và chúng ta sẽ mở rộng không gian 700 rồi 1000 rồi hơn nữa, đúng không ạ? Và không chỉ có một hơn 100 tuổi chiếc máy kia mà có thể có những máy 200-300 tuổi sẽ đến với ông. Chúng tôi hy vọng là năm nay sẽ có nhiều cái niềm vui đến với ông trong bộ sưu tập đặc biệt có ý nghĩa này, lưu giữ lại những cái ký ức của cuộc sống của chúng ta. Chính xác là như vậy. Không chỉ là những ký ức nhiếp ảnh đâu, mà chính nhiếp ảnh là cuộc sống của chúng ta vậy. Xin cảm ơn nghệ sĩ nhiếp ảnh Công Thắng đã đến với Cà Phê Sáng ngày hôm nay và cho chúng tôi khoe chúng tôi một cái gia tài của ông.